Hello Hà Lượng Vlog, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay mình đến nhà Dương Gà Chọi ở Hiệp Hòa các bạn này. Rồi, cái chuyên làm về diều sáo các bạn, làm tầm sáo, miệng sáo và các bạn. Vào cháu Đăng cũng làm con diều mini các bạn. Bố thích diều sáo, con cũng thích các bạn. Đấy. Chuyên làm sáo các bạn, tầm cũng để khô hết rồi. Thế cháu có thích diều không? Có. Cháu cũng thích á. Thế làm được nhiều diều chưa? Làm mấy con. Mấy con à? Thế tí con này có đi đâm không? Có. Có, đâm con mini nhá. Bố là bên phơi là bên cũng Dương Gà Chọi à? Đấy, đây, bố này, bố bên là chuyên làm sáo, tên phơi là Dương Gà Chọi. Ai thích thì cũng vào liên hệ. Đây, sáo đây. Đây, đẹp chưa các bạn? Con này con D bao nhiêu cháu? D45. Đây, tầm vàng ươm mà sơn bóng các bạn. Như con này D45 bây giờ như thế này là giá bao nhiêu tiền rồi cháu? Vách chỉ mây 350. 350 các bạn. Có vách chỉ đàng hoàng. Thế con kia thế nào cháu? Bỏ đây hai con lên đây cho mọi người xem. 6 đốt buộc. Con này 250 thôi. Con này thì vẫn đê bằng nhau, nhưng con này là làm đơn hơn là 250 các bạn này. Đấy. Miệng turbo. Con thành turbo. Các bạn nhá. Miệng cũng làm lồi lên. Đấy. Đây các bạn này. Không có đốt mà không có cái chân cắm là không làm đốt là rẻ hơn. Là rẻ hơn 250. Các bạn nhá. Còn con kia là cho chú xem này, cho mọi người xem nha. Đấy, con này là 350 là làm đốt như thế này nè, cắm như thế này. Đấy, kỳ công hơn là 350. Trong hộp luôn luôn. Thế nha, cho các bạn xem nha. Ai thích thì liên hệ. Cháu đọc cái số điện thoại cho mọi người nha. 0989 374 152. Đấy, các bạn nha, ai thích thì liên hệ số điện thoại, còn không thì vào Facebook là bên Dương Gà Chọi. Đấy. Như cho các bạn xem hai bộ sáo này. Rất thích sáo diều các bạn. Giờ sáo diều là đang muốn làm món ăn tinh thần các bạn. Giờ lứa tuổi đang đi học sinh sinh viên đang ở nhà thì giờ đang muốn chơi sáo diều cho nó khuây khỏa. Đây nha. Con bé thì cũng thích diều, làm con diều mini. Con này cháu làm mất bao nhiêu thời gian à? Là một ngày. Một ngày là xong con diều các bạn. Thế giờ đi đâm luôn à? Bay luôn đây. Đây giờ cho bay luôn các bạn nha. Cũng nguyên thích diều. Con dài lớn đấy. Con dài lớn bên của Dương Gà Chọi, bên chuyên đục sáo. Giờ cũng thích đi ở đâu, nhà đâu. Xem tay nghề cháu làm thế nào. Đấy, kìa còn diều nữa. Và khu này rất thích diều các bạn ạ. À đây là Hiệp Hòa các bạn ạ. Ngọc Sơn Hiệp Hòa. Đây. Anh này ông rất thích, cũng thích diều, đem diều ra đâm này. Đấy chào. Để cho các bạn xem đấy. Tận đâu là đi xe máy đem diều ra để đâm các bạn ạ. Đấy. À, con này là đầu carbon. Rồi. Giữa tre. Nó ngoái ngoái gãy xong giờ làm cũng tự làm ra để đông các bạn. Con này chắc là 6D40 các bạn. Cũng là miệng cũng làm lồi hết lên. Đó. Cho các bạn xem nha. Khu này là diều sáo rất nhiều luôn.
Và hôm nay nghe tiếng diều sáo loạn hết lên các bạn. Hai bố con đang chỉnh diều các bạn nhé. Siêu phẩm Mili. Con đu đu này kêu được phết này. Con đu đu này kêu được phết này. Ông ấy. Lập ra thì hai được. Con này kêu bum 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 bum. Thế cháu có thích diều không? Dạ. Cháu thích diều. Chơi giờ bỏ gì ạ? À, trước thích chơi à, giờ bỏ à. Đi làm à, thế là bỏ à? Giờ đi làm. Ừ, đi làm rồi không có thời gian nữa. Quý, quý. Quý, quý cho bảo cho cháu có lấy được. Cũng vẫn là sáo của Dương gà trọi làm đấy. Toàn gà trọi làm. Đấy, Dương gà trọi làm sáo. Sáo sáo rồi mọi người. Ừ. Như sợ đi. Ok. Ai thích thì liên hệ ở chỗ vào Facebook là Dương gà trọi. Dương gà trọi. Chuyên làm gì sáo. Đây thật. Kiểu phá xóm ấy. Con này kiểu phá xóm. Thế anh có chắc là thích diều lắm anh nhỉ? Dạ đi, quàng ngoài lưới. Cũng thích chơi diều. Thế cái dân này, mọi người đâm mà mình không đâm là thấy khó chịu đúng không? Nó mắc vào cái cây gì, cứ đâm nó cắt lên. Nãy cứ đứng dọc đường nghe được. Còn Mili cũng lên này cậu. Đấy, sáo ghê rồi đấy. Đấy, siêu phẩm Mili các bạn. Bắt đầu lên này các bạn ạ. Đây, cháu nó đâm này, lên này nha. Con này 5 mét. Mili các bạn ạ. Cánh diều tuổi thơ. Đây bắt đầu lên này mà. Con này leo với to à? Con này leo với to à? Leo với bé này. Bé này đã thích diều các bạn. Thì cháu học lâu mấy? Lớp 6. Lớp 6 là đã thích diều. Bố chơi diều, sáo thì con cũng chơi. Bố thích con cũng thích. Lên rồi các bạn ạ, lên là mâm luôn. Đấy các bạn. Đấy. Lên rồi. Bé bé mà tiếng sáo kêu rất to. Đánh vào trong. Đấy, lên rồi. Đây lại một cháu bé nữa, lại con diều nữa này. Ai à, con diều. Để xem nhá. Thế con này cháu làm hay ai làm nào? Anh kia. Anh kia làm cho à? Anh kia làm à? Thế cháu đi đâm cho à? Ừ. Đấy, con diều Mili các bạn. Chua đi cuộn. Đấy. Cháu bé đây anh thích diều. Thế cháu con này cháu làm đấy chứ? Cháu làm đấy chứ? Cháu làm đấy. Nào á, để đây á. Đây rồi đây các bạn. Để đây. Để đây. Để đây.
sẽ lên rồi các bạn nhá. Ôi, cậu bé nó đâm ngay lên ngay. Điều bé bé như sao kêu rất to các bạn. Ông có thể quay những người ở đây mà sao cứ nhất cứ phải quay lên trời thì nó bùng. Lên rồi đấy, khu này loạn diều luôn các bạn, rất nhiều mà. Cột nước kia là trời có khả năng lại có mưa các bạn. Diều không này, đang kéo diều đây các bạn, có nặng không anh? Đây gió to nhỉ, khu này diều sáo kêu loạn xạ cả.